Thiết thực chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3 tháng 3 1959 3 tháng 3 2023. 34 năm ngày biên phòng toàn dân 3 tháng 3 1989, 3 tháng 3 2023, xã Dinh Tế đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, luật biên giới quốc gia, luật biên phòng Việt Nam và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch tại địa bàn các ấp Thông qua tổ chức ngày hội, góp phần thúc đẩy hơn nữa tình đoàn kết quân dân và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn khu vực biên giới.